Dạ vâng ạ. xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của em trong ngày hôm nay Và tiếp tục thì ngày hôm nay em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật Vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản còn mới nguyên zin chưa qua sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi Và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video à, Mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số zalo của em Đó là số 08 58 58 quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận và tiếp tục thì thì ở trong video ngày hôm nay đó là video thứ ba em có lên tri ân sale hàng cho cả nhà mình cảm ơn cả nhà mình trong năm qua cũng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em và cũng như là trong video ngày hôm nay thì đó là một cái lời tri ân một lời cảm ơn dành đến cho tất cả mọi người thì em sẽ sale cho cả nhà mình với giá cực kỳ là tốt nhé thì nếu mà trước đó anh chị nào mọi người mà À, chưa có chọn được mẫu mã nào mà mình ưng ý thì hy vọng rằng lần này mọi người có thể là giao lưu đúng không ạ và à, tất cả sản phẩm thì à, mặc dù là các cái mã hàng sale tri à, ân cuối năm thế nhưng mà em vẫn sẽ giữ nguyên về các cái chế độ bảo hành Uh, cũng như là về các cái chế độ mọi người được kiểm tra trước khi, trước khi thanh toán thì cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm Đả vâng. và với uh, video ngày hôm nay thì em có về với rất nhiều mẫu hàng siêu phẩm ví dụ như là các mẫu của angelo Sir này phiên bản của carnival với uh, một cái thiết kế đó là phiên bản chuột vàng ngoài ra thì sẽ có các mẫu của technos kagan football và một vài thương hiệu khác nữa vâng. và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên với phiên bản đồ đầu tiên thì à, em lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Technos nhé mọi người nhé à, Thương hiệu nót thì nói chung là mọi người cũng rất là quen thuộc rồi Bởi vì là em thì em rất là hay thích về thương hiệu của Technos luôn Thực sự là nót nó, ngày xưa nó là thương hiệu của Thụy Sau đó thì người ta đã chuyển nhượng lại cho Nhật Và hiện tại thì bây giờ Technos nó là thương hiệu của Nhật Và tất nhiên nó sẽ sử dụng bộ máy của Nhật rồi Và em thấy là thương hiệu này người ta làm mẫu mã rất là đẹp luôn ý Mẫu mã rất là đa dạng ở đây thì em có sổ này, hộp này, đi kèm đầy đủ nhá Nói chung là các mẫu này thì mọi người cũng đều biết là trước đây thì em đang bán các cái mẫu đồng hồ này đấu về với mức giá dao động rơi vào tầm khoảng độ hơn 2 triệu. Đúng không Rơi tầm khoảng độ 2 triệu 3, 2 triệu 4. Đúng không Nó sẽ tùy từng phiên bản nó tùy từng uh, phiên đấu giá Thế còn uh, đợt này thì em sẽ sale hết cho cả nhà mình luôn đúng không ạ? cho cả nhà mình. ở mẫu tech note này là mẫu uh, mà nó có một cái thiết kế đó chính là giống với cả form của Rolex. Bạn này có thiết kế là niềng xoay núm gen và đáy vặn Thế cho nên là độ chống nước của nó cũng sẽ rất là tốt nhá mọi người có thể sử dụng rửa tay đi mưa tắm giặt này thế nhưng mà miễn sao đảm bảo đó là núm này và đáy phải được vặn thật chặt giúp em nhá tức là vặn chặt này nhưng nó phải đúng gen ý thì nó mới đảm bảo được cái độ chống nước cho mình à, với bở bàn này nhá nó có một cái đó là ghi ở đây đó là chân bên gen này tức là niềng xoay này độ chống nước của nó sẽ là 10 atm square rock ground", đó là núm gen bên trong chi tiết niềng này mọi người thấy có tên thương hiệu của nó không ạ được khắc nó giống y như là của Rolex ấy. cái thương hiệu Rolex người ta cũng khắc ở cạnh viền trong nhá đấy ở bàn này thì người ta cũng sẽ khắc tên thương hiệu Technot của nó ở cạnh viền trong thì nói chung là mọi người biết là nếu mà để mà sở hữu một cái phiên bản của Rolex thì chắc chắn là gọi là cái, cái số lượng để mà có thể sở hữu được những cái bản Rolex Thì số lượng rất là ít Và không phải ai cũng có thể sở hữu được Vì thế cho nên là với các cái thương hiệu chính hãng Của nhà tít thì người ta cũng sẽ có Các cái thiết kế có cái mẫu mã để giống Mà mình đeo lên tay nó sẽ rất là đẹp Rất là ok để mình có những cái trải nghiệm Ở mẫu này thì sẽ có bộ kim cọc số sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém và dòng này thì thường người ta sẽ sử dụng đó là kính cứng cường lực mọi người nhé thì cái kính cứng cường lực này nó cũng có cái độ chống trời chống sức của nó rất là tốt nó cũng phải trên 80% phần rồi mà thứ hai nữa là cái độ chống va đập của nó cũng sẽ ok hơn đúng không ạ rất là ok đấy đây là viền đúng không ạ viền niềng của nó sẽ là niềng răng cưa xe này của nó sẽ là dạng sáng bóng núm này có logo và dây thì cũng sẽ có phay xước ở hai bên và sáng bóng ở giữa và đây là mẫu dây mic hai màu đây nó còn tem Japan Moment này. Đó, tác này, nguyên zin nhá. À, giá hiện tại store là 38.500 yên, tức là nó tương đương với khoảng hơn hơn 6 triệu, đúng không ạ? Tương đương khoảng hơn 6 triệu đối với phiên bản này. Bạn này em sẽ đo luôn xe mặt cho cả nhà mình. Xe mặt ở bản này là size 39.7 và càng của phiên bản này đó là 48.4. Đó, mặt xanh, dây mít tiền mi hai mà của bạn đến tay đẹp lắm. Rất đẹp luôn, cái này phải mọi người phải bóc hết cả hai cái stem này ra. Đó thì mọi người đeo tay thì nó sẽ lên form. Nhìn cho nó sẽ ôm tay nó sẽ đẹp. Đó. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó chính là À, uh, ngày trước là rơi tầm một độ 2 triệu 3 đúng không ạ? Và mẫu này thì em để luôn cho cả nhà mình sale ở trong cái buổi chiên ở video thứ ba này sẽ là 1 triệu 8, 1 triệu 800 nghìn và mẫu này 571 nhé mọi người nhé, mẫu 571 đó mã hàng đầu tiên di chuyển tiếp theo sang ở mã 572 ở phiên bản 572 thì uh, em sẽ lại tiếp tục gửi đến cho cả nhà mình đó chính là ở phiên bản uh, của Citizen dạ vâng cái phiên bản uh, thương hiệu của Citizen thì uh, mọi người cũng rất là quen thuộc rồi bởi vì uh, Citizen thì nó là cái, cái dòng máy uh, Eco Drive pin năng lượng mặt trời ấy, thì nó nó thường là các cái bản mà uh, dòng cao cấp vì thế cho nên là cái giá thường của nó dao động nó giá hãng của nó nhá nó dao động rơi vào tầm khoảng độ gần một rất uh, là gần với cả bằng bản cơ luôn đúng không ạ gần bằng bản cơ uh, và ở phiên bản này là bản Citizen Eco Drive pin năng lượng mặt trời và mẫu này sẽ là mẫu của dòng radio control tức là cập nhật giờ theo sóng của đài radio thì uh, hiện tại thì trên thế giới đang có bốn quốc gia sẽ có bốn trạm thu phát sóng đó là bên châu Âu, Mỹ, Nhật và bên Trung còn đối với Việt Nam mình thì mình sẽ sử dụng uh, đó là cái chức năng chỉnh thủ công nhé Thì mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn về dòng này thì các anh chị có thể tìm hiểu đó là dòng Citizen H415 cái này thì em sẽ chỉnh trước giờ cho cả nhà mình thì khi hàng tới nơi rồi mọi người chỉ việc đó là kiểm tra đúng mẫu mã đúng sản phẩm và nó đang chạy đang hoạt động ok thì mọi người nhận hàng thôi đấy còn nếu mà mọi người tìm hiểu sâu hơn thì mọi người cứ gõ đó là Citizen H415 thì trên video của youtube người ta sẽ có rất nhiều các cái video hướng dẫn ở đây nó có cái mặt bên trong hiển thị đó là no rx cả ok đấy đúng không ạ hay là hml này thì thì mọi người sẽ thấy là nó có cái chức năng đó là ví dụ như là mình sẽ chỉnh được mình biết được là cái cái pin của nó nó là còn đang ở mức độ nào đúng không ạ hai median và lâu này đúng rồi là No ROX này tức là có dò được sóng hay không này thì cái này nó chỉ sử dụng khi mà mọi người ở bên gọi là bốn cái quốc gia có bốn trạm thu phát sóng đó thôi. Còn ở Việt Nam mình thì mình tự chỉnh thủ công tức là như là mình mình tắt cái radio đi rồi á, đó. Và mặt kính ở phía bản này thì cũng chưa hề có một vết chảy xước gì cả. Và anh chị thấy mặt rất là đẹp, màu của nó là màu đen. Toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chất liệu thép không gì 316 và nó cũng vừa làm phay xước vừa làm sáng bóng kết hợp với nhau. Chốt khóa nguyên zin ở đằng sau này thì nó sẽ thể hiện phần thông số đó là của năm 2023 đúng không ạ đây là một cái mẫu mà mới ra của năm 2023 nhé mọi người nha đó Japan Moment và uh, -China thì mọi người biết là K thì tức là vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Citizen được đặt tại bên Trung đúng không ạ còn đâu là nó vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng bản này thì size nhỏ thôi đó là size 37 và càng của phiên bản này đó là 40.2 Độ mỏng của phiên bản này đó là 8.2 Và dành đến là cho các anh nam tay vừa và nhỏ Đấy, tầm như của tay của em là 16.5 là một người sẽ đeo ok Đấy, đúng không ạ? Rất đẹp luôn Bản này thì mặc dù là người ta đã qua sử dụng nhưng mà em thấy độ mối còn rất là cao luôn Đấy, nếu mà dùng thì chắc người ta chỉ sử dụng một đến hai lần thôi Chứ cũng không có sử dụng nhiều Vì không thể có vết chảy xước hay xước lông mèo gì cả Đó, mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này đó là 2 triệu 2 triệu nhé bản này sẽ ở mã 572 2 triệu mã 572 Tiếp theo di chuyển sang ở mã 573 573 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 573 Đó là mẫu của Fubo Dạ vâng, đây là bản của Fubo Fubo Design à, mọi người cũng đều biết với các mẫu của football giá bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? Thường ý, thì như các cái đợt trước mà em có đấu về cho cả nhà mình thì khi về đến đây thì giá của nó cũng phải dao động rơi vào tầm khoảng độ hơn hơn 3 triệu rồi có khi là có những cái lần mà em đầu cao là rơi vào tầm khoảng độ gần 4 triệu một phiên bản này và nếu như anh chị nào mọi người trước đó mà đã mua hàng nhà em với phiên bản này với cái giá của thời điểm đầu đó thì mọi người hết sức thông cảm bởi vì là à, đây là cái thời điểm mà em tri ân đúng không ạ tri ân tức là gần như là à, với mức giá không lợi nhuận rồi Đấy, đây là tri ân và đợt này thì cái mẫu này em đấu được giá cũng rất là tốt nên là cuối năm này em cũng chia luôn cho cả nhà mình. Ở mẫu football này đây là mẫu mà nó có automatic và có cả trợ có tay đi kèm. Đây là mẫu ba kim và nó có lộ cơ và nó không chỉ là lộ mặt sau đâu mà nó còn lộ cả mặt trước ở đằng trước nữa. Cọc số la mã, đúng không ạ? Và bên trong này, mọi người thấy là nó sẽ trải đều các cái đường vân ở phía bên trong, nó giống như là các cái đường vân sóng ấy. Đấy, kim này, thanh mảnh đẹp nhá, nó sẽ có kim giờ này, kim phút này. Đúng ạ? Mặt đồng hồ đẹp Mặt kính thì cũng chưa hề có một vết chảy xước gì cả Và chi tiết niềng ở trên này Thì nó sẽ làm cho cửa dạng sáng bóng Và nó có các cái đường răng cưa Thì nó tạo một cái hiệu ứng nó giống như là một cái, cái không gian 3D ấy. Đúng không ạ? Rất là đẹp Nó giống như là mẫu của Rogodiot Đây là núm ạ Và đằng sau đáy đây Thì mọi người thấy đằng sau đáy đây Nó sẽ có đó là độ chống nước của nó sẽ là 13 ba à, Mã của nó sẽ là mã F5021 All Stainless Steel Sử dụng máy mi của Citizen nhé Và bộ máy mi này thì nó là một cái bộ máy huyền thoại rồi Người ta hay ví cái bộ máy này Đó chính là một cái nồi đồng cối đá Thì các anh chị phải biết là nó rất rất bền luôn Và bộ máy này nó có thông số chung của nó Đó là 21.600 với tần số dao động Và kèm theo đó là cái thời gian tích tối đa của nó Đạt được đến nó là 38 tiếng đồng hồ Đấy, đây là bộ dây đeo cái bản này thì mới nha mọi người nha. Vì là mọi người chỉ cần nhìn vào dây ấy, cái dây da nó rất là dễ nhận biết. Nếu như mà đã qua sử dụng rồi thì chắc chắn là dây nó sẽ lên màu, đúng không ạ? Lên màu bởi vì là mình đeo lên tay thì chắc chắn là nó phải có nếp. Mà nếu không có thì kể cả mọi người đeo một hai lần đi sau nữa nó sẽ có nếp ngay. À, và nó có sẽ có cái màu, màu của mồ hôi tay vì nó sẽ là cái da thấm hút mồ hôi, đúng không ạ? Nó sẽ có màu của mồ hôi tay. Nhưng ở đây thì mọi người thấy là không, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, body Design. Cái mẫu này thì thường thì em cũng đang để dao động rơi vào tầm hơn 3 triệu đúng không ạ? Thì các anh chị cũng đều biết rồi, gần 4 triệu rồi. Và đợt này thì em đang sale xuyên cho cả nhà mình ở mẫu này là còn 2 triệu 850 nghìn. Dạ vâng, 2 triệu 850 nghìn và bàn này sẽ ở mã 573, 2850 mã 573. Em quên mất, em chưa đo sai mặt cho cả nhà mình. Size 41.8 và càng của phiên bản này đó là 49.7 em ướm thử lại một lần nữa lên tay cho cả nhìn xem nhá. đấy mọi người thấy không? đeo lên tay rất đẹp luôn. cái này mọi người có thể đeo đi làm, đeo đi chơi đều sẽ rất là ok. đó là ở mã 573. tiếp theo sang ở mã 574. phiên bản 574 thì em sẽ lên sale tiếp một mã hàng siêu phẩm của Angel Luser à, với phiên bản Angel này thì em có về là phun hộp và đây, đây là mẫu của Angel đó À, còn những cái phiên bản mà em có về lại được lần hai ấy, thì mọi người cũng hết sức thông cảm cho em đó là cái lần này là cái lần gọi là chiên cuối năm nên là giá của nó là theo đúng ý nghĩa là chiên đúng không ạ dạ vâng thì nó sẽ tốt hơn đợt trước rất là nhiều nên nếu anh chị nào mọi người có chốt từ các cây phiên like đợt trước thì mọi người cũng hết sức là thông cảm cho em nhé bởi vì một năm thì em cũng chỉ có một dịp cuối năm để chiên cho cả nhà mình thôi À, đây là mẫu của Angeloser và cái thương hiệu Angeloser này nó là thương hiệu của Thụy Và thương hiệu này là người ta thự, tự thiết kế và tự sản xuất máy đấy Và đây có hộp này, sổ này, thẻ đi kèm đầy đủ, có khăn lau mặt kính đi kèm Hộp của nó sẽ là hộp gỗ và nó sẽ có đầy đủ tên thương hiệu cũng như logo tên thương hiệu của hãng à, Với bản của Angeloser thì mọi người sẽ được bảo hành 2 năm tại hãng nhé mọi người nhé à, Ở bản Angeloser em giới thiệu đến cho cả nhà mình thì đây sẽ là mẫu Angeloser 2 kim à, đây là bản cơ automatic này và nó có cả trợ có tay đi kèm đó và hiện tại thì mọi người thấy là nó đang đứng im đúng không ạ cái này chỉ cần lắc một cái để khi mà mình đeo tay là nó sẽ chạy thôi bởi vì cơ chế của nó là auto nhưng em sẽ lên thêm một cái vài cái vòng cót phụ để mọi người thấy là cái phần trợ cót tay của nó vẫn đang chạy và đang hoạt động đấy thì mọi người sẽ thấy là cái vòng tròn cót ở phía bên trên này Đúng không? nó đang chạy và nó đang hoạt động như mọi người nha. Đấy. Mọi người thấy cái lòng tim ở vị trí phía dưới này, đúng không ạ? Bắt đầu nó đang chuyển động rồi. Mẫu này thì nó chỉ có hai kim thôi. Bởi vì mọi người biết nếu mà ba kim thì nhìn nó sẽ hơi rối mắt. Đúng không ạ? Bởi vì ở bên trong này này thì thay bởi vì là các cái họa tiết như bình thường hoặc là người ta có tông đền trơn luôn thì ở bản này này người ta lấy cái bộ máy để tạo thành đai mặt đồng hồ. Vì thế cho nên là là khi mà ở các cái phần bộ máy này người ta cũng sẽ phải có khắc đúng không ạ? chạm này những cái 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 hoa văn các cái họa tiết nó sẽ rất là đẹp. Và nó có thêm cả một cái phần đó là phần lộ tim ở đây nữa. Thế cho nên là mọi người có thể quan sát được nó chạy luôn rồi. Đấy thì mình sẽ nhìn một cái vào đây là coi như là thay cho phần kim dây luôn Thì mọi người thấy tim của nó này đang chạy và đang hoạt động nhé Trên này thì có các cái hoa văn họa tiết này được khắc này rất đẹp Kim là kim nung xanh à, Đây là ổ sữa gót ở phía bên trong Đấy chưa Và cọc số thì nó sẽ là cọc số la mã nó có cả các cái đường vân vân vẩy rồng này ở vị trí góc giữa giữa ở cái 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 phần niềng này, đúng không? rất là đẹp. Về dòng này thì sẽ sử dụng đó là kính sapphire crystal song nguyên khối ạ Và cái kính sapphire thì nó có một cái ưu điểm đó chính là độ chống trời chống xước của nó rất là ok Đó, đây là viền Sáng bóng nha mọi người nha Cạnh này Đây mọi người nhìn cái đường cạnh này Nhìn rất là đẹp luôn Ở giữa này thì nó làm phay xước nhá Hai cái bên này thì nó lại làm theo kiểu dạng sáng bóng Và mọi người thấy nó mỏng không ạ? Cực kỳ là mỏng Đúng không? Đây là núm Đây là dây và đây là phần chốt khóa thì dây thì nó sẽ là một cái dây nó lắp theo kiểu dạng như là dây hạt gạo ấy. đây nó sẽ có các cái mắt mắt như thế này mẫu này có size mặt đó là size 40 và càng của phiên bản này sẽ là 48.6 đó đây em cho cả nhìn cùng xem bộ máy đằng sau đây bộ máy rất đẹp nhá bởi vì là người ta lộ hết cả một cái phần bộ máy của nó ra đúng không ạ chứ nếu như ở các bộ khác thì nó chỉ lộ một chút xíu ở bên 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 này thôi Đấy, nhưng ở đây thì nó lộ toàn bộ bộ máy ra luôn Tức là mọi người nhìn quan sát được cả cái bộ máy của nó như thế nào, hoạt động như thế nào Nằm bộ trong bộ sưu tập của Bose, đúng không ạ độ chống nước của nó sẽ là 5 ATM Automatic nha Và đây mọi người thấy thông số này Angel Loser đúng không? Ạ? đấy là bộ sưu tập của Angel này 25 dưới well là 25 chân kính Và thời gian chịu cóp tối đa của nó là 80 tiếng đồng hồ đó thì các anh chị thấy là với cái bộ máy này phải nói thực sự cực kỳ chất Tức là hay người ta gọi đó là bộ máy in house đấy ạ Tức là bộ máy của hãng luôn Đó bộ máy của hãng luôn nhá Nên mọi người có thể thấy này Búa này bên trong này đang chạy đang hoạt động này Được khắc này rất là chi tiết Đây là viền núm Dây thép chốt khóa nguyên zin đây là mã máy nhá, mã này, module, module, module của bản này Thì các anh chị mọi người có thể là Uh, check ở bàn này đó là Angeloson 5401D9 thì nó sẽ ra. Đấy, đây là hãng có gửi cả một cái 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 cái, cái tấm da đấy đúng không ạ? Tấm da test luôn này. Đây là viền À, bản này thì em đã đo size cho cả nhà mình rồi. À đây em đo luôn độ mỏng cho cả nhà mình ở bản này nhá. Để cho các anh chị mọi người sẽ thấy về cái độ mỏng của phiên bản này nó rất là mỏng có 9.8 thôi. Đấy một bản cơ mà các anh chị thấy là có 9.8 thôi thì phải nói là nó cực kỳ là mỏng. Nên là khi mà mọi người đeo tay ở bản này nó đơn giản, đẹp mà rất là ôm tay mà nhìn trông lại rất là độc lạ luôn. Mẫu này thì chắc chắn là các anh chị cũng đều nhớ đúng không ạ? Và trước đây thì em có về ở trong phiên bản này thì em vẫn đang bán với mức giá đó là 6 triệu rưỡi Và mẫu này thì ngày hôm nay thì em cũng xin phép Là tri ân cuối năm Thì xin phép tất cả các anh chị mọi người đã chốt trước đó Với giá cũ thì Như em cũng đã có chia sẻ là một năm thì em cũng chỉ có Tri ân một lần à, cuối năm Cho cả nhà mình thôi đúng không ạ Vì thế cho nên là thôi thì em xin phép cả nhà mình Và ngày hôm nay em sẽ tri ân cho cả nhà mình mẫu này Đó là còn 5 triệu 950 nghìn Dạ vâng 5 triệu 950 nghìn Bàn này sẽ ở mã 574 5950 mã 574 mới nguyên phun hộp nhá và vẫn giữ nguyên chế độ bảo hành như bình thường cho cả nhà mình đúng không ạ? Chỉ có giá là sale xuống bởi vì theo đúng cái ý nghĩa của gọi là tri ân cuối năm. Tiếp theo sang ở mã 7 năm à, năm 575. 575 thì à, em lên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu cơ nữa. Đó chính là mẫu của cơ của Canivan. Thương hiệu này được thành lập vào năm 1986. À, đối với mẫu này thì em cũng có về hộp này, có thẻ đầy đủ ở phía bên trong Nên là nếu mà mọi người có nhu cầu mà mang đi tặng ở mẫu này thì cũng sẽ rất là ok à, Với phiên bản Carnival 1986 này thì đây sẽ là một linh vật đại diện cho một trong 12 con giáp Đó chính là linh vật mà tuổi Tý đúng không ạ, tức là tuổi chuột à, Với cái linh vật tuổi Tý này thì mọi người thấy là một cái linh vật rất là nhỏ bé Nhưng mà lại đứng đầu, đúng không ạ, xếp đầu bảng ở trong 12 con giáp luôn và nó thể hiện đó chính là một cái sự gọi là tinh anh này rất là nhanh nhạy và rất là thông minh đó vượt xa so với các cái linh vật rất là to luôn đúng không ạ nhưng mà mà vẫn đứng đầu ở trong gọi gọi là vị vị trí đầu bảng luôn à, với biểu tượng của linh vật tuổi tý này nhá đúng không ạ một cái phiên bản chuột vàng này thì các anh chị thấy là ở đây có đầy đủ đồ ăn này đúng không ạ đó là thể hiện cho cái sự thịnh vượng giàu có đấy sự thịnh vượng giàu có và cái sự nhanh nhạy này đúng không ạ khả năng gọi là cái sự mạo hiểm này rồi là gần như là gần theo như phong thủy thì theo như em biết thì em thấy là người ta cũng rất là hay nói về tuổi tý đó là kiểu như là có một cái sự lãnh đạo này đứng đầu đi đầu tiên phong này đấy nên là với cái linh vật biểu tượng như thế này thì nó cũng sẽ rất là đẹp và rất là có ý nghĩa đặc biệt là nhất đâu bác nào mà tuổi tý nữa thì phải nói là có một sự trùng hợp đúng không ạ mà như em cũng có chia sẻ là À, không phải là ai tuổi tí mới có thể đeo được phiên bản này là miễn sao là mình đeo mình cảm thấy đẹp thứ hai nữa đó là mình cảm thấy phù hợp là là mình là ok thôi à, và cái phiên bản đồng hồ này thì nó cũng không không chỉ dừng lại một cái chiếc đồng hồ để mà mình xem giờ đâu nó giống như là một cái bức tranh đúng không ạ một cái tác phẩm nghệ thuật luôn Đấy, khi mà mọi người đeo tay rất đẹp Dòng này thì sẽ sử dụng kính sapphire mọi người nhé Và nó sẽ giúp cho đồng hồ của mình có cái độ chống trời chống sơn rất là tốt Đây mọi người thấy là bên trong này, mặt này, đúng không ạ? Đây, được khắc nổi lên bên trên rất là đẹp nhá. Và làm cực kỳ là giống luôn. Đó, đây sáng bóng này, cạnh viền này, Phay xước nhá, núm này vẫn nó vẫn còn cái một cái logo xanh ở đây nhá, ở à, cái siêu xanh ở đây. Thì mọi người về các anh chị bóc cái siêu đó ra. Ở đằng sau đáy đây nó sẽ sở hữu đó chính là một cái phần lộ cơ, Đúng ạ? Với bộ máy NH35A của Seiko và nó có đến 24 chân kính thì với bộ máy này thì nó có tần số dao động là 21.600 VPH. Thời gian chịu có tối đa của nó đạt được đến 40 tiếng đồng hồ. Và độ chuẩn chính xác giờ của nó rất là cao bởi vì chân kính của nó cao. À, bản này thì mọi người có thể check với mã số hiệu của nó là 515G. Và bản này thì hiện tại tại các store nhé. Thì nếu mà mọi người check vào bản này thì các chị cũng biết thôi, đúng không ạ? Đó là giá của nó. Ít nhất nó cũng phải dao động rơi vào tầm khoảng độ hơn 4 triệu một phiên bản này rồi. Đấy. Đây là dây, dây da, chốt khóa nguyên zin. Cái dây này thì nó không phải là dây đen đâu mọi người ạ, mà nó sẽ hơi xanh đen một chút xíu nên nhìn rất là đẹp. Kính sapphire. Mẫu này có size mặt đó là 40.8 và càng của phiên bản này đó là 49. Đấy như cổ tay của em là 16.5 này thì em đeo lên tay nó rất là ôm tay. Đó, nhưng mà để mà đẹp hơn ý, thì các anh nam tầm cổ tay từ 17 trở lên sẽ là cái size chuẩn nhất để mọi người đeo ở phiên bản này Và mẫu này thì uh, bình thường Em cũng đang để cho cả nhà mình ở bản này với mức giá đó là 3 triệu 650 nghìn Và ngày hôm nay thì em cũng xin phép tri ân cho cả nhà mình Đó là 3 triệu 150 nghìn 3 triệu 150 nghìn và mẫu này sẽ ở mã 575 3150 mã 575 Tiếp theo sang ở mã 576 ạ phiên bản 576 em uh, lên tiếp cho cả nhà mình bản 576 đó là mẫu của Casio Edify nhé đây là mẫu của Casio Edify cái bản uh, Casio Edify này thì uh, đây là cái dòng cao cấp của Seiko mẫu này em có về là mới nguyên cũng là full hộp giấy tờ sổ sách đầy đủ đó bản này chạy uh, 6 kim và chạy chức năng chuyên đô của rap đây các anh chị thấy là um, cái bản này dành cho anh nam tay to đấy nên nam tay nhỏ không đeo được đâu có ô cửa sổ lịch ở vị trí góc 3 giờ độ chúng nó là 100 m. À, với phiên bản này thì à, kim cọc số này để là trong điều kiện sáng kém thì nó cũng sẽ có dạng quang kính của nó là dòng kính cứng cường lực nhá và dây là dây mít hai màu thế còn cái niềng này này thì nó lại có một cái hơi cái kiểu dạng như là màu cá hối thế rất là đẹp đúng không ạ dây này chốt khóa này tác mác đầy đủ nguyên zin nó có tem chính hãng của casio này đó tem tem kiểu dạng như là tem ẩn ý đúng không ạ đây các chị thấy đó, mô đun máy của nó sẽ là dòng uh, 5451 nhá Cái này thì chỉnh do rất là dễ chạy chức năng chronograph như bình thường của mình ấy Đấy, thì nó chạy rất là là là, là ok luôn, rất là dễ đeo Mẫu này có size mặt là 44.7 và càng của phiên bản này là 52.2 Và như cổ tay của em là 16.5 này, thì hơi to Cái này ít nhất phải chắc phải tầm từ 17.5 cơ, thì nó sẽ ok nhất Bản này bình thường thì em cũng đang để cho cả nhà mình đó là hơn 2 triệu rồi Đúng không ạ? 2 triệu... Uh, à 5,2 triệu 6 rồi thì mẫu này à, em cũng đăng sale chiên cho cả nhà mình ở phiên bàn này. Mẫu này em để luôn cho cả nhà mình đó là 2 triệu. Dạ vâng, 2 triệu nhá. Mẫu này sẽ ở mã 576. 2 triệu mã 576. Tiếp theo sang ở mã 577. 577. 577 thì à, em lên cho cả nhà mình. Mã 577 đó là mẫu của seiko đi, đây mẫu của seiko nha. Ở bản seiko này thì mẫu này là mẫu 6 kim, 7 kim, tổng cộng của nó sẽ là 7 kim và nó cũng chạy chức năng chronograph tức là trên năng bấm giờ thể thao. nhưng cái bản này thì nó rất là dễ đeo, tức là phong cách từ red watch gần như ai cũng đeo được hết. đấy, nó cũng sẽ có chức năng bấm giờ thể thao và có thời gian đo tốc độ tối đa. cái này thì thời gian đo tốc độ tối đa nó sẽ tính theo tiếng luôn. đó, nó có cả tiếng, có cả phút luôn nhé mọi người nha, có cả giờ cả phút luôn lịch ở vị trí góc 3 giờ này đó mặt này nó sẽ có một cái tông nền nó sẽ thấp hơn so với cả cái mặt nền đúng không ạ thấp hơn một chút xíu này thì cái ba mặt đồng hồ phụ phía dưới nó sẽ nằm ở cái, cái, cái mặt nền thấp hơn phía bên trên nền này thì nó là phần cọc số đó mặt màu đen đúng không ạ viền đấy vừa phay xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau dây cũng sẽ là phay xước chốt khóa nguyên zin ở đằng sau đáy thì nó cũng có đầy đủ thông số về độ chống nước này rồi japan moment kainchina và mô đun máy là dòng 7T92 cái cây China thì mọi người đều biết rồi đúng không ạ Nó là các cái thương hiệu mà nó đều có các cái chi nhánh con ở bên các nước thứ ba để họ mở rộng thị trường với cả họ tiết kiệm bớt các cái chi phí đi vì thế cho nên là cái cây là cái vỏ thôi còn đâu là vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng đó tất cả các cái dây chuyền công nghệ tức là người ta chỉ đặt trụ sở bên đó thôi Đấy. Bản này thì xa 40.5 Và càng của phiên bản này đó là 45 nhé Dây thép trắng Món này thì mặc dù là cũng đã qua sử dụng rồi Thế nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao Đây và mọi người đeo tay này Rất đẹp luôn Món này à, em đang để cho cả nhiều cái mẫu này đó là 1 triệu 8 1 triệu 800 nghìn nhé Bản này à, 1 triệu 8 sẽ ở mã 577 1 triệu 8 mã 577 Tiếp theo sang ở mã 5, 7, 8 5, 7, 8 thì em lên tiếp Ở đâu mất rồi à đây 5, 7, 7 đây 5, 7, 8 thì em lên tiếp cho cả nhà mình 5, 7, 8 Có mẫu này nữa này Mẫu này là của Skagen Thương hiệu đến từ Đan Mạch Đó. Ở bàn này thì Đây nó có một cái cái giấy này hai cái giấy này ở bên trong nó có rất nhiều giấy tờ nha mọi người nha rất nhiều các giấy tờ của nó phía bên trong đấy thì uh, khi gửi hàng thì em sẽ gửi đầy đủ cho cả nhà mình luôn đây là mẫu skagen skagen denmark và ở phiên bản này sẽ làm một cái uh, phiên bản sử dụng máy thủy, à, SwiftPad, đúng không ạ, sử dụng máy thủy thì uh, Skagen này thì nó cũng có trụ sở ở tại bên Trung và ở mẫu này thì nó sẽ được sản xuất và lắp ráp ở tại cái nhà máy của Skagen ở bên Trung luôn. Vì thế cho nên nó sẽ ghi ở đây đó chính là Made in China này. Đó. Và vâng, nhưng nó sử dụng máy thủy nhé mọi người nha, nó sử dụng máy thủy vì là Skagen nó là thương hiệu của Đan Mạch và Đan Mạch thì người ta không sản xuất máy đâu nên là người ta cũng có các cái trụ sở ở bên Nhật này rồi rồi là nó cũng có cả trụ sở ở bên Trung này tức là các nước thứ ba nữa đấy nhưng mà kiểu máy thì người ta sẽ nhập khẩu từ hai cái 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 gọi là cái công xưởng lớn nhất đúng không ạ đó chính là bên Nhật với cả bên Thụy đấy thì đấy là hai cái cái cái, cái gọi là cái công xưởng lớn nhất về máy của đồng hồ đấy thì nó sẽ sử dụng đó là máy thụy đối với bản này nhá máy thụy sĩ đấy chưa? và ở đây nó sẽ ghi đó là Skagen đây Skagen Design này LTD này Oceanic Steel này độ chống nước của nó sẽ là 50 tm này Sweet Part này và ở đây nó có mã số hiệu sản phẩm của nó đi kèm đây kính của nó sẽ là dòng kính cứng cường lực mọi người nhá cái kính của Skagen này nó có cái độ cong ôm và các anh chị thấy nó rất là đẹp đúng không ạ và nó làm cái kính cứng cường lực này thì tất nhiên là nó không thể chống trời chống rất được tuyệt đối một trăm phần trăm thế nhưng mà nó vẫn có cái độ chống trời của nó phải trên 80% phần trăm rồi và hai nữa là cái độ chống va đập của nó rất là tốt ở mẫu này là bản pin dạ vâng và các anh chị thấy nó có rất nhiều chức năng luôn đó là ở đây là kim dây nhá kim giờ này kim phút này đấy rồi sau đó là nó có cả nó có đây này mọi người này, nó nó còn có cả thêm một cái chức năng gì nữa đây này đây để em xoay này đấy nó còn có cả một cái chức năng gì về cái báo cái gì đây này nhưng mà cứ bấm vào đây nó sẽ kêu tít tít này thì em không không rõ lắm về cái chức năng của nó ở trong này cái này thì em sẽ tìm hiểu thêm sau đó thì em sẽ chỉ cho cả nhà mình đó đây mặt kính này mọi người thấy không kính cường lực nhưng mà chưa hề có một vết chảy xước gì mà của nó chảy vân phía bên trong à hình như là nó có chức năng đó là giờ GMT một t giờ thế giới sao mọi người nha hình như là nó có cả một cái phần đó chính là cái giờ thế giới và Đấy, vì thế cho nên là nó có một cái vòng tròn 24 tiếng của một ngày ở vị trí phía bên trên ở đây là rút núm này mọi người đây rút một nửa núm thôi nha thì nếu mà mọi người xoay theo chiều này thì mọi người sẽ chỉnh lịch này đấy mọi người xoay theo chiều ngược lại thì mọi người sẽ chỉnh cái kim kim này à hình như nó là báo hình như nó là báo thức mọi người ạ đấy nó kêu rồi đấy hình như nó là báo thức thì phải chắc là tắt bật cái chế độ báo thức Để em xoay lại đó chắc có khi là nó tắt bật cái chế độ báo thức rồi cái bản này rất là hay nhé, có rất là nhiều chức năng Đấy, mà nó, nó cũng rất là dễ chỉnh luôn Đây là viền này, cạnh này Và anh chị thấy dây này Đây là dây lụa, mọi người thấy cái dây này rất là chất luôn nha Cái dây này mọi người thấy là ở đây này Các cái mắt này nó rất là nhỏ Nhưng nó lại đan tết vào với nhau Nó rất là chỉn chu luôn, rất đẹp Đúng không ạ, đây là phần chốt khóa này Ở đây nó có hai cái đường rãnh nhé Đúng không ạ, đây này, hai đường rãnh ở đây này Đó, sẽ hơi gấp xuống ở đây một chút này Chốt khóa này, nguyên di này dây này dây lụa sò bò rất là thích luôn nó bệnh cực kỳ chặt mẫu này có size mặt đó là size 40 và càng của phiên bản này sẽ là 43.5 cái dòng dây gần thì thường người ta sẽ hay làm với kiểu dạng như là slim rất là mỏng đúng không ạ và mọi người đeo tay này rất là ôm tay rất là đẹp nhau chứ nó không bị cứng một chút nào đâu ạ cái dây này này cực kỳ thích luôn và mẫu này thì em cũng đang sale cho cả nhà mình ở phiên bản này Uh, chiên cuối năm đó là còn ở phiên bản này đó chính là 2 triệu 2 2 triệu 200 nghìn bản này sẽ ở mã 578 mã 578 nhé 2 triệu 2 mã 578 tiếp theo sang ở mã 579 nhé 2 triệu 2 tiếp theo sang ở mã 579 thì 579 thì em cũng sẽ lên luôn cho cả nhà mình mã 579 đây em lên luôn mẫu này Mẫu này là mẫu của Tommy Hilfiger Dạ vâng, đây là thương hiệu đến từ Mỹ Và ở phiên bản này thì mọi người thấy là mặt của nó rất là đẹp luôn Đúng không ạ? Mặt rất là mới Kính thì chưa hề có một vết chảy xước gì cả Và nó cũng chạy chức năng Chronograph Đó là chức năng bấm giờ thể thao à... À Đây nó có cả thứ nha em, em xin lỗi, em xin lỗi Bản này, bản này không phải chạy Chronograph đâu ạ Bản này là sẽ chạy Đó là kim 24 giờ một ngày này Kim 24 giờ này Rồi là thứ này và ngày Dạ vâng, em xin lỗi không không chạy chrono mọi người nha. Đây là 24 giờ thứ và ngày. Đấy, mặt đồng hồ rất là đẹp này, kim xanh này và cái dạng quang của nó nhìn chung nó cũng đẹp cơ. Nó có dạng quang nhẹ ở trong điều kiện sạc kém nhá. Đúng là nói chung là nó cũng đủ để mà mình có thể là xem được ở trong điều kiện sạc kém rồi. Đúng ạ? Đây là chi tiết niềng, phay xước, phay xước này. Đúng này, và đây là mặt trước mặt sau, đằng sau của nó nó còn nguyên cả siêu nhá. Đây là mã check của nó đi kèm đó là TH248.1.14.29 2986 Old stainless đây 100% stainless steel này Độ chống nước là 53 Đây là dây size dây 22 Cái này thì nó dính cái giá ấy. vâng. Cái này thì em bóc đi mới cảm lau đi vệ sinh sạch sẽ cho cả nhà mình trước khi gửi nha mọi người yên tâm Đó, Tommy Hilfiger Món này thì bình thường em đang để là 1 triệu 7 đúng không ạ Và hôm nay em cũng đang chiên cho cả nhà mình là còn 1 triệu 450 nghìn 1 triệu 450 Size bản này là size 46 và càng của phiên bản này đó là 52 Đấy, như của tay của em đây Đó là 16.5 thì nó sẽ hơi to so với tay em Đúng không ạ? Thì nó dao động rơi vào tầm khoảng độ tay 17, 17.5 Đấy, là mọi người sẽ đeo ok à, Vâng, bản này là 1 triệu 450 nghìn nhá 1450 mã 579 1450 mã 579 tiếp theo sang ở mã 580 nhá Phiên bản 580 thì em lên tiếp cho cả nhà mình Đó là ở mẫu của wiz à, Thương hiệu thì nó là chi nhánh con của Selco Vì thế cho nên nó sẽ sử dụng bộ máy của Selco Ở bàn này thì cái màu mặt của nó rất là đẹp Tức là màu của nó là một cái màu mà chất chắn một điều là không có là sợ bị đụng hàng với các bạn khác Bởi vì là các cái dòng sáu kim thì mọi người thấy xuất hiện rất nhiều Đúng không ạ? Màu trắng, màu xanh, rồi màu vàng, rồi là À, màu đen đúng không ạ rất nhiều thế nhưng ở đây là một cái màu xanh này nó khác biệt hoàn toàn luôn so với các cái màu xanh khác luôn trông rất là đẹp luôn nha nên mọi người có thể xem này đó và mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao đường xoay đúng không ạ đây là viền đó đây là dây dây chốt khóa mặt trước này mặt sau này đó, Moment Japan và Kain China thì như mọi người cũng biết rồi đúng không ạ Cái cây thì nó là cái vỏ của nó Nó được sản xuất tại nhà máy của seiko Được đặt tại bên Trung thôi Size 40.2 và càng của phiên bản này Đó là 46.2 Và mẫu này dành đến là cho các anh nam tay vừa Và nhỏ, hơi to một chút xíu có thể đeo được nhá Màu mặt xanh Cái này nhìn ngoài đẹp lắm luôn ý Cái màu của nó cực kỳ sang Mẫu này em cũng đang chiên cho cả nhà mình Ở phiên bản này Đó là còn 1 triệu rưỡi 1 triệu 500 nghìn Bàn này bình thường em cũng đang bán là 1950 Và bản này em đang chiên đó là còn 1 triệu rưỡi à, Bàn này sẽ ở mã 580 1 triệu rưỡi mã 580 đó. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 581 ạ à. 581 thì đây Cái mẫu này là mẫu của MV1T đó, đây là bản của MVMT Và cái bản MVMT này thì mẫu này thì cũng chưa qua sử dụng đâu Nó còn nguyên cả cái tác của nó đây này Và giá của nó đang là 20.900 Yên Tức là nó tương đương với khoảng độ tầm hơn 4 triệu đối với phiên bản này Đó, và nó chạy kim dây rốn nhá Ở vị trí góc 6 giờ này Nó có kim giờ, kim phút này, cách điệu này Mặt kính thì chưa hề có một vết chế xước gì cả Đây, và hai cái càng này của nó sẽ là hai cái càng cong, càng ôm Núm ạ, à. và đây là mặt trước mặt sau cái này thì chưa qua sử dụng đâu Với các anh chị nhìn dây là mọi người đều biết rồi thế nhưng có cái đó là kiểu nó không phải hộp ấy nó không có hộp nên cho này em để cái đồng hồ nó bị hơi chảy 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 một chút như thế này thế là thành ra là bây giờ là uh, phải uh, gì đấy phải, phải nó nó hơi bị chảy một chút từ đằng sau tức là nó cũng không không đáng kể nó bị sức lông mèo thôi đấy còn đây là dây mẫu này thì em cũng bình thường đang để cho cả nhà mình đó là một năm 50. và hôm nay em cũng chiên cho cả nhà mình đó là còn 1 triệu 350 trăm nghìn 1 triệu 350 nhé Bản này là size 40.5 Và càng của phiên bản này Đó là 47.6 Đây như cổ tay của em là 16.5 Là em đeo vừa luôn đó 1 triệu 350 000 Mã 581 Và tiếp theo sang ở mã 582 Và cũng là mã hàng cuối cùng ở Trong video ngày hôm nay Thì uh, em lên nốt cho cả nhà mình Đó là mẫu của Foli Ở bản Foli này thì uh, Full hộp này cái này là mọi người sẽ phải bóc cái siêu ra cơ bóc siêu này ra thì mọi người thấy là thép của nó sẽ là thép vàng toàn bộ luôn ấy Nó nhìn cho nó sẽ rất là đẹp luôn Mặt trắng nhá, đây, viền vàng này 6 kim, kim 24 giờ kim dây chuông nô, lịch ở vị trí góc 6 giờ Đấy, đúm này, nó còn nguyên cả siêu này Đằng sau đáy này cũng còn siêu luôn Đấy, nó có mô đun máy luôn này Độ chống nước là 5 ATM, dây chốt khoáng nguyên zin nhá Bạn này thì mới nguyên và thép của nó là thép đúc ấy. Nên là cầm lên tay rất là chắc chắn đầm tay, size 40.8 Uh, càng của phiên bản này sẽ là 48.6 Cái này là nó còn bọc cả một cái, cái, cái giấy trắng ở trong đây này, này mọi người này Đấy, nên là mọi người nhìn sẽ hơi khó tưởng tượng ra cái phiên bản này Đúng không ạ? Nhưng mà các chị về bóc hết cái siêu này ra thì nhìn lên tay đẹp lắm luôn ý Đây, nhìn cực kỳ sang luôn Thề với cả nhà mình phải bóc cái siêu nó ra Thì không thể chê một điểm gì Mẫu này em cũng đang để cho cả nhà mình bình thường là hơn 2 triệu đúng không ạ? Và ngày hôm nay em đang sale cho cả nhà mình là còn một triệu bảy một triệu trăm nghìn mã 582 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay thì uh, em cũng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua và cũng như trong video ngày hôm nay nhé mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số zalo của em đó là số 08 58 58 thứ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận và mọi người đừng quên cho em xin các cái lượt thả like ở video cũng như là các cái lượt uh, follow kênh nhé Và bằng thì uh, em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ